Kính chào quý thính giả, tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trong chuyên mục trợ lý ảo điểm báo 18 giờ 15 phút hôm nay, ngày 13 tháng 8 năm 2022, xin gửi đến quý thính giả bài viết Ngân sách nhà nước cấp bù phần học phí trung học cơ sở được miễn, giảm hoặc tăng thêm, bài viết được đăng trên báo điện tử chính phủ.vn. Thưa quý thính giả, đây là trao đổi của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về hướng điều chỉnh học phí trung học cơ sở tại Hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022 triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ để bảo đảm chất lượng giáo dục thì học phí phải tính đúng, tính đủ và theo xu thế phát triển thì học phí phải tăng lên. Tuy nhiên, phần học phí do phụ huynh đóng sẽ không tăng, đồng thời căn cứ điều kiện cụ thể để đẩy nhanh lộ trình giảm miễn phần học phí do gia đình học sinh đóng góp. Ngân sách địa phương hoặc ngân sách trung ương đối với những địa phương chưa cân đối được ngân sách sẽ cấp bù phần học phí được miễn, giảm hoặc tăng thêm nhằm bảo đảm nguồn thu cho các trường phổ thông. Đánh giá trong năm học 2021-2022 tiếp tục là năm học vừa khó. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm trân trọng nỗ lực của toàn thể đội ngũ giáo viên. Các em học sinh đã nỗ lực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Giáo dục Việt Nam tiếp tục duy trì được thứ hạng quốc tế, thực hiện lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa, xử lý vấn đề về biên chế. Phó Thủ tướng cũng chia sẻ những khó khăn của ngành giáo dục trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục như trường lớp, giáo viên cùng với đó là sự quan tâm, yêu cầu rất cao của người dân, xã hội giáo dục phải gắn với điều kiện, trình độ phát triển kinh tế của đất nước. Việt Nam vẫn đang là nước đang phát triển có thu nhập trung bình thấp, nhưng mong muốn, nguyện vọng của người dân, xã hội đối với ngành giáo dục là phải như các nước phát triển nhất. Sự quan tâm đó là may mắn đối với ngành giáo dục nhưng cũng là áp lực không nhỏ. Vì vậy, ngành giáo dục cần chú ý hơn nữa đến hoạt động truyền thông, lấy ý kiến nhân dân, chuyên gia, cộng đồng về các chính sách giáo dục. Phó Thủ tướng chia sẻ, bên cạnh đó, ngành giáo dục cũng đã nhìn thẳng hơn vào những bất cập, yếu kém do chủ quan thuộc trách nhiệm của ngành. Đơn cử như nguyên nhân của những bức xúc trong thi cử, kiểm tra, đánh giá, dạy thêm học thêm, sách tham khảo là do có lúc, có nơi, có một số giáo viên còn thiếu trung thực khách quan. Trong năm học 2022-2023, Phó Thủ tướng nêu 10 đầu việc cụ thể đối với ngành giáo dục. Thứ nhất là tiếp tục bám sát nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thực hiện đổi mới ở tất cả các khâu, phối hợp với các ban đảng, ủy ban của Quốc hội theo từng chuyên đề, Thứ hai, ngành giáo dục phải thực hiện thực chất hơn việc dạy và học theo hướng phát triển toàn diện đức, trí thể mỹ cho học sinh, trong đó cần đẩy mạnh hơn nữa việc giảng dạy các môn nghệ thuật trong trường học. Thứ ba là phải thực sự quyết liệt trong đổi mới quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục. Bộ giáo dục và đào tạo phải đúng là bộ quản lý nhà nước, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để có những điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục được nâng lên nhanh hơn, bền vững hơn. Từ đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục, ngành giáo dục cần tiếp tục đổi mới quản trị trường phổ thông sau những thành công ban đầu trong thực hiện tự chủ đại học. Các trường phổ thông phải thực sự là môi trường văn hóa và dân chủ, quy động sự tham gia của cộng đồng. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, lãnh đạo địa phương đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Thứ tư là Bộ Giáo dục và Đào tạo phải rà soát, chủ động đề xuất các cơ chế học phí về thực hiện tự chủ nhằm có tỷ lệ thích hợp các trường ở những vị trí, Địa bàn thích hợp có thể lo lương cho giáo viên để dành biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho những vùng nông thôn. Khó khăn để có đủ giáo viên, trường, lớp để học sinh học hai buổi một ngày thuận lợi với sĩ số của một lớp theo đúng hướng dẫn của Bộ. Thứ năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy nhanh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin, nắm thật sát nguồn lực giáo dục trên cả nước về giáo viên, cơ sở vật chất gắn với thông tin dân số từng địa bàn, từng xã, từ đó chủ động bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên cho học sinh. Thứ sáu, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban dân tộc để có phương án tổ chức học cho học sinh vùng dân tộc thiểu số, miền núi theo hướng các cháu ở nội trú, bán trú nhưng học hòa đồng, nâng chất lượng học tập của học sinh dân tộc thiểu số, miền núi. Việc này phải làm kiên trì 15 đến 20 năm và rất cần sự quan tâm thực sự sâu sát của chính quyền địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị. Thứ bảy, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần ra soát rất nghiêm túc tất cả các tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục thực chất, phù hợp với điều kiện từng vùng miền, địa bàn, Thứ 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, bổ sung các quy định về việc quy động các nguồn đóng góp của cộng đồng cho trường học công khai, minh bạch. Thứ 9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát thực chất các quy định về dạy thêm, học thêm, kiểm tra, sử dụng sách tham khảo, không để học sinh phải tự nguyện, xin học thêm, xin tổ chức lớp học, xin mua sách tham khảo. Tình trạng này đã được chấn chỉnh. Nhiều nơi làm rất tốt nhưng các việc vẫn còn. Chúng ta phải kiên quyết rà soát, xử lý nghiêm, Phó Thủ tướng lưu ý. Thứ 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, quản trị nhà trường, thúc đẩy học liệu điện tử, học trực tuyến như hoạt động bổ trợ lâu dài. Để mạnh giáo dục STEM, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để đổi mới căn bản từ yêu cầu, hướng dẫn đến sản xuất, phân phối thiết bị, đồ dùng dạy học. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe bài viết, ngân sách nhà nước cấp bù phần học phí trung học cơ sở được miễn, giảm hoặc tăng thêm được đăng trên báo điện tử chính phủ.vn. Chuyên mục trợ lý ảo điểm báo 18 giờ 15 phút hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chuyên mục trợ lý ảo điểm báo tiếp theo. Thân mến chào tạm biệt.